Hello, chào bạn. Hiện tại đằng sau mình thì những cô nàng, cô gái Ngân Tô rất là xinh đẹp, đang diện bộ đồ trang phục truyền thống của Ngân Tô rất là đặc biệt. Thấy bạn ơi, cái này cũng có nè. Hôm nay thì mình sẽ review cho bạn xem những bộ đồ trang phục của Ngân Tô nó đẹp đẽ như thế nào khi mà mặc trên những người cô gái cũng rất là xinh. Đặc biệt là các bạn có thể xem bé gái này này, chỉ mới mấy tuổi em này kìa. Tại bé gái này cũng đã đủ 18 tuổi rồi nha. Bạn nào thích làm quen thì có thể nhắn tin mình để mình giới thiệu cho. Đến phim chương trình văn nghệ mới đầu tiết mục múa về làng Cơ Tu. Trân trọng kính mời quý vị đại biểu thưởng thức. Làng Cơ Tu kế bên sườn núi, nhà nhà trong thôn hướng cá về gươl một dòng sông. Khi trong khi đùng một chiếc cầu treo bên núi tre xanh. Làng quê tôi vốn quen trồng cây, người người quanh năm vất vả ngược xuôi rừng Trường Sơn. Mưa sông nắng lửa mà vẫn cùng tôi chung sống ân tình. Về quê tôi vào lúc đêm khuya trăng thành gió mát mà nghe giờ giật na bèo dồn ra điều khen. Về quê tôi vòng quanh sân gương tần tùng giá giá hòa theo nhịp trống nhịp chiêng lay động hồn quê. Về quê tôi ngồi dưới mái gương nghe câu cha chấm cùng vui trên rượu trao nhau nghiêng ngả núi rừng. Về quê tôi người gần bên em nghe câu ba bánh người ơi xa xuyên lời ca rung động lòng ấy. Cơ Tu ắt xuôi cả kháng chập đồng đi bươn dắp lấy ai gươn mì cà rung bèn tân tay bèn tơ cằn mì đi chung ra tam cát đi tơ biên tròn a chi ta luôn cho chờ bờ biết dắp ngày dắp cơ mò cá đám sơ ngát cả con Trường Sơn. Lòng ba quê phải và yên lặng chỉ mến trước tới một quê hà cho bước chi bên lời giúp an đường thì ta hơi lần sân giờ huy a bé lần sân lòng khen cho bước chi với chuyện tăng đưa tình tùng giá giá lần sân từ nhà gần tăng chiên cả nó trở hoang. Chùa bước chi ta cách cơ lăng gửa sang phát hạt cha chấm bửa hạt trước khi chôm bùa cha chứ cơ làm gia dình. Chùa bước chi ta đánh na đi sang phát hạt ba bách ba đi ơi phát hạt phát hay hai giờ lòng nhà đó phát hạt phát hay hai giờ lòng nhà đó. Oh, I don't know.
à là lơ lơ bạn thuốc mua cà rê cái bên này thiếu tiền tao bị cút 11 11 nhạc đây là tiết mục duyệt chương trình văn nghệ của đại hội. Mời tiếp tục thứ hai. Quay Kim Ngân cả. Bùi Thị Kim Ngân. Nào, tiết mục ta tự được và
Ở đâu được mua mấy bài ơ? Mấy bài. Tây Giang mời anh đến A San ngâm dùng bậc thang trải dài chân núi. Khi quê hương đang vào mùa gặt gạo phong sương tỏa ngát núi rừng. Về Tây Giang mời anh ghé A San ngâm ngàn thông vi vu gọi gió. Cùng lắng nghe dì dầm tiếng thác đổ. Rượu trở đinh chưa uống đã say tình. Trường Sơn ơi Trường Sơn, đây A San những năm đánh mi, những A Rằng Gani A Ri đồng trăng còn ghi dấu hùng anh. A San ơi A San, bài ca A San Tây Giang mời anh đến A San ngâm dùng bậc thang trải dài chân núi. Khi quê hương đang vào mùa gặt gạo phong sương tỏa ngát núi rừng. Về Tây Giang mời anh ghé A San ngâm ngàn thông vi vu gọi gió. Cùng lắng nghe dì dầm tiếng thác đổ. Rượu trở đinh chưa uống đã say tình. Trường Sơn ơi Trường Sơn, đây A San những năm đánh mi, những A Rằng Gani A Ri đồng trăng còn ghi dấu hùng anh. A San ơi A San, bài ca A San đây là chỗ chỉnh sửa trang phục của chị em phụ nữ nha. Hôm nay chỉ mới là ngày duyệt đầu tiên thôi, thế mà chúng ta không được chiêm ngưỡng dạng như là 100% cái sự trao chuốt cũng như trang điểm và một số cách trang trí của người con tu nữa. Tiếp tục.